Chào các bạn, đây là bé Bulldog được sinh ra ở Thái, đã tròn 3 tháng tuổi rồi. Ba mẹ của bé từng đi thi chó kiển đạt giải quán quân Thái Lan, Champion Thailand. Đây là một giải rất là danh giá dành cho các loài chó ở Thái Lan đó mà. Và hôm nay, Tion muốn giới thiệu bé cho các bạn yêu chó Bulldog. Đặc biệt, bé có được gắn microchip để không bị đi lạc. Ai mà bắt cóc bé nha, đi tù một xương đấy. Ngoài ra, bé đã được giấy chứng nhận là giống chó thuần chủng quốc tế rồi đó nha. Có ai muốn rước bé về Việt Nam sống không?